Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội huy động các nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo sửa chữa, làm mới nhà ở. Những ngôi nhà đại đoàn kết đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đến thăm gia đình bà Trần Thị Hiền, đã gần 70 tuổi, là hộ nghèo, vừa được hỗ trợ về nhà ở tại xóm Minh Tiến, xã Bục Nhiêu. Trong ngôi nhà mới, bà Hiền vui mừng chia sẻ. Trước đây, gia đình phải sống trong căn nhà vách đất, mái lợp tranh siêu vẹo rột nát. Được Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện và Hiệp hội Du lịch tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, bà đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 trên 100 triệu đồng. Niềm vui của bà Hiền cũng là niềm vui của rất nhiều hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Bục Nhiêu đã được các cấp các ngành các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới vững chắc. Khi mà nhà nước chưa giúp đỡ thì gia đình bà cháu đều phải ở cái nhà nó rột nát thật cái kia. Đấy. Thế là mọi người nhìn thấy thực tế như vậy là mọi người giúp đỡ. Thì bây giờ thì được nhà lành thì mát mẻ sạch sẽ thì chả biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn Đảng Chính phủ rồi thì là chính quyền địa phương trong xóm, trong xã mọi người đã có cái lòng hảo tâm nghĩ đến bà cháu nhà tôi. Năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bục Nhiêu đã vận động các đơn vị tổ chức nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 17 căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Trong đó, nguồn vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện là 8 nhà, trị giá 340 triệu đồng. Bên cạnh triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, giải quyết khó khăn về nhà ở, xã Bục Nhiêu còn chú trọng tuyên truyền về các tiêu chí nhà ở để trong quá trình tu sửa, làm mới nhà ở, người dân có những điều chỉnh hợp lý, đáp ứng được tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Đã được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên thì cũng đã hỗ trợ giúp cho các cái hộ nghèo khó khăn về nhà ở của trên địa bàn xã giải quyết được cái công tác là xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, đảm bảo cái tiêu chí về nhà ở dân cư trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bục Nhiêu. Để góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 9 nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa đã phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương rà soát lại toàn bộ đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Các thôn xóm đảm bảo bình xét công khai đúng đối tượng và lập hồ sơ xây dựng đúng hướng dẫn. Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc các xã phân loại đối tượng, mức hỗ trợ cụ thể. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình hộ nghèo khó khăn về nhà ở được xây dựng trước, nhất là các xã về đích nông thôn mới. Trong năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa đã vận động xây dựng được 19 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí là 810 triệu đồng. Trong đó, 18 nhà xây dựng từ các nguồn quỹ của Ban vận động quỹ vì người nghèo của tỉnh với kinh phí là 770 triệu đồng. Một nhà được hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện Định Hóa. Năm nay chúng tôi cũng đang rất là cố gắng để mọi sự là sử dụng quỹ của người nghèo rồi là hỗ trợ thêm cho một số gia đình để họ có cái mái ấm và có cái mái nhà để các cụ bảo an cư lập nghiệp, từ đó thì vươn lên thoát nghèo. Tiêu chí nhà ở của Định Hóa là hiện nay là cũng còn tương đối nhiều hộ nhu cầu nhà ở. Chúng tôi đang tiếp tục xin ý kiến cấp ủy và tiếp tục tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm, đặc biệt là các cái dịp Tết Nguyên Đán xuân ấm tình thương. Đến nay, huyện Định Hóa vẫn còn trên 700 hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở, rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức đơn vị và các nhà hảo tâm. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa tiếp tục vận động các nguồn lực đóng góp để hỗ trợ, xây dựng thêm nhiều ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.